Thưa quý vị, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Hải Châu, gồm các ông Lê Văn Dũng, Nguyễn Văn Hùng có buổi tiếp xúc cử tri phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu. Qua nghe một số thông tin về kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10 sắp tới, các nội dung chính sẽ được thảo luận tại kỳ họp, tình hình kinh tế xã hội nổi bật của thành phố 5 tháng đầu năm, cũng như việc giải quyết các kiến nghị của cử tri đã được nêu ra tại kỳ họp trước đó. Cử tri phường Hòa Cường Nam bày tỏ sự phấn khởi trước sự phát triển của thành phố sau một thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên các lĩnh vực. Cử tri cũng kiến nghị lãnh đạo thành phố về một số vấn đề còn gây nhiều bức xúc trong thời gian qua trên địa bàn như ô nhiễm môi trường tại khu vực xung quanh chợ đầu mối, thiếu nhà sinh hoạt cộng đồng, một số dự án giao thông trên địa bàn chưa được triển khai đồng bộ, gây lãng phí, mất mỹ quan đô thị, thiếu quỹ đất cho các hoạt động của Hội nông dân phường. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cảm ơn những ý kiến xác đáng của bà con và cho biết thời gian qua, thành phố luôn nỗ lực kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Nhiều chỉ tiêu 6 tháng đầu năm khả quan, công tác an sinh xã hội đảm bảo an ninh trật tự luôn được quan tâm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng nhấn mạnh đến một số nhiệm vụ trọng tâm sẽ được thành phố triển khai trong thời gian tới, đặc biệt là việc đẩy nhanh triển khai các dự án trọng điểm, xử lý các dự án treo. Thời gian đến thì chúng tôi cũng sẽ tập trung là tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh để làm sao chúng ta phục hồi càng sớm càng tốt để mà tăng trưởng cao hơn theo kế hoạch. Với cái đà như thế này chúng ta hy vọng rằng cuối năm chúng ta sẽ đạt được. Và thành phố đang xúc tiến mạnh đầu tư vào thành phố, tổ chức đấu giá các khu đất lớn mà tích cực góp phần quan trọng vào cái việc và phát triển kinh tế xã hội trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm. Thành phố rất tích cực phối hợp với các cơ quan trung ương, nhất là Bộ Tài nguyên Môi trường, Thanh tra Chính phủ và các bộ ngành có liên quan trong cái việc tháo gỡ những khó khăn qua các cái kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án. Liên quan đến những ý kiến của cử tri tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu và phường Hòa Cường Nam quan tâm sớm phản hồi giải quyết thỏa đáng các kiến nghị của cử tri, báo cáo lãnh đạo thành phố ở những vấn đề vượt thẩm quyền.